Theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam thì sức mua của thị trường ô tô Việt Nam vừa qua có xu hướng hạ nhiệt, trái ngược với thời điểm cùng kỳ của năm trước. Theo đó, doanh số bán xe trong tháng 11 năm 2022 đạt khoảng 36.400 xe, giảm 0,5% so với tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tính đến hết tháng 11 năm 2022, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên vẫn đạt hơn 369.300 xe ô tô các loại, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nhiều hãng sản xuất đang đẩy mạnh các chiến dịch giảm giá, khuyến mại để chạy doanh số cuối năm phục vụ mùa Tết.